Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết, ngoài việc sản xuất ma túy tổng hợp dạng đá, ketamin, các đối tượng còn sản xuất các loại ma túy tổng hợp dạng fentanyl. Loại ma túy này gây nghiện gấp 50 lần heroin, 100 lần morphine và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ do dùng quá liều. Fentanyl được tổng hợp bất hợp pháp và được sử dụng như một loại ma túy, thường trộn lẫn với heroin, cocaine hoặc ma túy tổng hợp để tăng độ phê. Việc sử dụng fentanyl và các chất dẫn xuất của nó không vì mục đích chữa bệnh có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng về mặt sức khỏe. Tại Việt Nam đã đưa fentanyl vào danh mục 2 là các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phối hợp với Công an thành phố Huế triệt xóa điểm phức tạp về ma túy tại cơ sở Banewski có địa chỉ số 41 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, thành phố Huế. Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 37 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan. Trước đó, vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 10 tháng 6, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất quán bar Newski. Sau khi tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với 183 người, phát hiện 70 trường hợp gồm 59 nam, 11 nữ dương tính với chất cấm này. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá chuyên án mua bán tàng trữ súng săn trên không gian mạng. Sau 2 tháng tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, lực lượng Công an đã bất ngờ khám xét nơi ở, nơi làm việc của 6 đối tượng, gồm Vũ Mạnh Tấn, sinh năm 1991, Nguyễn Thanh Duy, sinh năm 1996, Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1995, Vi Văn Duy, sinh năm 1991, Chu Lý Lâm, sinh năm 1992, Dương Thị Yến, sinh năm 1992, đều ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tang vật thu giữ gồm 2 dàn máy chế tạo linh kiện súng, 2 dàn máy thử và căn chỉnh súng, 9 khẩu súng săn, 619 linh kiện súng săn các loại súng, 6.000 đơn vị đạn súng săn, 3 máy bơm khí nén súng, 16 bưu kiện, linh kiện súng đã đóng sẵn, cùng nhiều công cụ, thiết bị khác có liên quan. Bước đầu các đối tượng khai nhận, sau khi đặt mua các loại súng săn và linh kiện, phụ kiện của các súng, các đối tượng cất giấu tại các kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm kho hàng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đồng thời sử dụng tài khoản trên kênh YouTube, Zalo, Facebook, nhóm kín để đăng tải, quảng cáo và mua bán. Khi khách hàng có nhu cầu, các đối tượng sử dụng các SIM, số điện thoại rác để liên lạc, chuyển hàng, gửi hàng cho khách qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Hiện Công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.